còn chỉ là như hai người bạn thôi. Cái những cái cuộc gặp đó và chia sẻ những cái mà bình thường thì người ta chả nói đâu. Nên anh phải 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 tạo nên cái tình thân đó, thì trong cái tình thân đó giúp cho cái việc đàm phán nó suôn sẻ. Nhưng mà không có nghĩa là cái tình thân đấy chỉ vì cái tình thân mà mình hy sinh cái lợi ích của mình, thì đừng có cực đoan theo chiều nào. Anh nếu mà anh rời cái lý tính thì cũng không. Nếu mà anh chỉ có tình cảm không thì cũng được. Nhưng mà anh chỉ có lý thì có lợi ích không mà anh không có tình cảm thì cái bảo vệ lợi ích của mình, anh nó sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Như đàm phán với Trung Quốc về vấn đề biên giới lãnh thổ thì nó căng lắm. Có những hôm cái là về ngồi gục xuống ấy, mệt không thể tưởng tượng được. Thế nhưng mà tôi vẫn tạo nên cái tình thân với ông Đường Nhân Triền, coi như là hai anh em rất là thân thiết. Thì mình cũng tìm cách, ví dụ như là mình biết là bà vợ ông ấy là dạy những, đã từng dạy ở trường Đại học Bắc Kinh, Bắc Đại đó, và nhiều anh em mình cũng đã từng học ở đấy. Thế thì bà sang nghe tôi mới ví động tất cả các anh em mà đã từng học trò của bà quen đến gặp, rồi mời bà đi chơi. Bây giờ những anh em đó, nhiều anh em là đại gia, năng lực hùng mạnh lắm. Thế thì bà đi chơi tạo cái tình thân đó, là làm xóa đi những cái hận thù trong những cái năm thù nghịch giữa mình với Trung Quốc. Thì từ ba bà ấy tác động đến ông ấy. Tất nhiên là mình cũng có thái độ với ông cũng rất là tử tế, vân vân. Chứ nếu mình bằng sắt đen chì, lúc nào chỉ cãi nhau thôi thì chả đạt được cái thỏa thuận đâu. Nhưng mà không có nghĩa là tôi thân với ông mà tôi hy sinh một mẩu đất nào của Việt Nam, cái đó chắc chắn không. Thì hai cái đó nó phải phối hợp nhau, đừng có được tiêu hóa cái mặt nào. Vâng, rồi. Cháu muốn hỏi những chuyện này nó nhỏ nhỏ nhé. Nhưng mà đầu tiên là việc là bác có thể nói rõ hơn là việc mình đàm phán điều gì với Mỹ vào Nha Trang vào mấy ngày tới ạ? Cái gì cả? Thân sự là tại sao mấy ngày tới thì Mỹ lại đến Nha Trang và Mỹ đàm phán cái gì với mình ở đây ạ? À, tức là bây giờ Mỹ nó muốn gọi là TPP đó. Tức là nó muốn một cái hiệp định, nói nôm na ra là một cái hiệp định thương mại tự do với một số các nước châu Á Thái Bình Dương. Tại vì bây giờ nó lo một cái là Trung Quốc và Ấn Độ đã ký được cái ASEAN, nhất là Trung Quốc đã ký được cái ASEAN cái khu vực FTA với ASEAN, thì nó mở ra cho Trung Quốc một cái thị trường rất là rộng lớn. ASEAN là đến 600 triệu dân, cũng nghìn tỷ đó, GDP cũng gần nghìn tỷ. Thế thì Mỹ nó rất là lo là nó cứ mất dần thị trường, thế nó mới đề ra một cái đề nghị đàm phán TPP là giữa Mỹ với một số nước châu Á Thái Bình Dương. Tất nhiên là ý của Mỹ nó đưa ra cái này cũng không đơn giản lắm đâu. Trong đó nó muốn, nó bảo là nó thông qua cái này để nó áp đặt giá trị của nó với các nước châu Á Thái Bình Dương. Cái giá trị Bali đó là cái ý như thế nào các cháu hiểu được. Nhưng mà đằng sau đó lại có những cái lợi ích kinh tế rất là lớn. Thế thành ra đó lại mình cũng sẵn sàng, mình bây giờ mình quan sát viên thôi, mình chưa nhảy vào trận hẳn đâu. Mình muốn tìm hiểu xem nó như thế nào đã, thì mình ngồi quan sát đã, xem nó làm sao. Thì cũng giống như mình vào đóng tiêu thời gian đầu mình là quan sát viên thôi, để mình xem nó làm sao. Nhưng mà mình vào ASEAN sẽ có thời mà vậy, từng bước này mình cũng quan sát viên rồi đã. Thì cái này cũng thế thôi, mình xem nó hình thức như thế nào. Vì đây là mới là ý tưởng, chưa có những cái phương án cụ thể. Thế họ thì nghe mình phải xem phương án cụ thể đưa ra thế nào, thì đó mình liệu phương cấp học thì mình tiến lên đây là rồi hay là đi ngang hay như thế nào thì mình tính sau. Cái bên Mỹ là cái nội dung bên Mỹ bây giờ là thế đấy. Cho hỏi là bác có thể kể các câu chuyện về đàm phán Trung Quốc về vịnh Bắc Bộ và sắp tới là Biển Đông, đang quá trình về phía Biển Đông để đàm phán phân định trên biển. Ở bờ vịnh Bắc Bộ ấy thì nó có hai câu chuyện. Cái câu chuyện là trong lòng vịnh Bắc Bộ thì xong rồi. Thế nhưng mà còn cái cửa vịnh Bắc Bộ là nó là chỗ nào thì là chưa xác định được với nhau. Mình thì mình kéo từ cái đảo Cồn Cỏ sang bên cái mũi Sri Lanka ở bên Hải Nam. Họ thì họ không chịu cái đó. Tại vì nếu mà chia cái cửa vịnh Bắc Bộ như thế nào đó thì nó sẽ liên quan đến Hoàng Sa. Nếu mà chia bằng cách nào đó thì cái Hoàng Sa khẳng định là của Việt Nam. Nếu mà chia thế nào đó thì lại Hoàng Sa lại biến thành của phần của Trung Quốc. Nó khó là
có cái chỗ đó. Thành ra là cái cuộc đàm phán bây giờ đang treo lại bằng cách thành thì là thôi. Thế thì họ bảo là họ cứ để ngỏ cái chuyện đó để mà coi như là để khẳng định cái Hoàng Sa. Thế mình thì muốn dứt điểm đi để mà khẳng định cái Hoàng Sa của mình. Thế thì hai bên cứ đôi co mãi thì bây giờ lại bảo thôi thì đàm phán xong xong. Họ mới đề ra là thôi cái chuyện tranh chấp mày ấy thì gác lại đi để khai thác chung. Thế thì bảo thế muốn khai thác chung thì phải làm rõ ra là anh ở chỗ nào tôi ở chỗ nào. Chứ ông khai thác chung vào túi của tôi, ông thò tay vào túi tôi, ông lấy tiền tôi không được. Thế phải rõ là cái túi này là của tôi cái đã. Thế rồi anh có cùng đây thì tôi đồng ý thì dùng cái tiền này cùng đi ăn hiệu với nhau thì được. Ví dụ thế. Thế thì bây giờ lại còn đang dàn xếp theo cái hướng là xem là cái gì trước cái gì sau như thế nào. Cái cửa bệnh ấy, chứ còn trong bệnh thì không có vấn đề. Trong bệnh là xong rồi. Thế tại sao mà cái việc Việt Nam với Trung Quốc cứ tranh nhau biển Đông và sao các thứ như thế và nước Mỹ lại không thấy một động tĩnh gì can thiệp? Cái gì cả? Tại sao Mỹ lại không can thiệp vào cái việc là biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc ạ? Đây thì nó có một chuyện lớn của Mỹ là các cháu phải luôn luôn nghĩ là các nước lớn nó có những tính toán riêng của nó với nhau chứ không phải vì nước nhỏ mà nó hy sinh cái nước lớn của nó đâu. Không bao giờ cái đó là dứt khoát là không bao giờ. Hành trong cái hành xử của Mỹ luôn luôn nó phải tính cái nhân tố Trung Quốc. Nhưng mà luôn luôn nó nuôi dưỡng một cái vấn đề gì đó để cho là giữa Trung Quốc hoặc là những nước hữu quan với Trung Quốc là bất hòa, không cố kết được lại với nhau. Nhưng mà nó lại không can thiệp đủ mạnh để mà lại bất lòng Trung Quốc. Nó dùng cái trò chơi này để nó lợi dụng các mâu thuẫn, cái mối mâu thuẫn khác nhau. Thế thành cái đừng có ảo tưởng rằng mình chơi cái Mỹ thì nó sẽ bảo vệ mình, không có chuyện đó. Đừng có ảo tưởng, không có đâu. Vì các nước lớn người ta có những tính riêng của cái bài học lịch sử mình bị đau đớn nhiều trận rồi. Thì các cháu ở thế hệ sau hãy nhớ lấy bài học đó. Đừng bao giờ ảo tưởng chơi cái nước lớn này để mà đánh nước lớn kia là không có đâu. Người ta sẽ bỏ mình thành một cái vật hy sinh. Đấy, mình phải có cái tự mình lèo lái như thế nào đó để giữ cái riêng của mình chứ còn không anh nhảy vào dọa nào cái này mất hút ngay, nguy hiểm, phải giữ độc lập tự chủ. Chào nhau mọi người. Trong lịch sử hình thành một quốc gia ấy, thì trở thấy hầu như cái khái niệm về lãnh thổ ấy nó cho ta xây dựng và di dời theo thời gian, vì nó một quá trình thành một quốc gia, nó là quá trình sáp nhập và rồi lại tách ra và sáp nhập. Vâng, trong lịch sử thì có hai ví dụ rất là đáng chú ý. Tức là Việt Nam mình đã bị đô hộ khoảng 1.000 năm, tầm khoảng chừng đấy. Nhưng mà sau chừng đấy, nhưng mà trong quá trình đó thì dân mình vẫn luôn gọi là khởi nghĩa và cuối cùng thì vẫn giành được độc lập. Còn lịch sử Trung Hoa thì trong quá trình phát triển của nó ấy, từ trước đến khi trước khi có Nhà Thanh ấy, thì cái chính cái bản lý Trường Thanh chính là cái có như là cái lãnh thổ Trung Hoa đấy chính là cái bản lý Trường Thanh, nó như mang tính biểu tượng về mặt gọi là lãnh thổ. Nhưng mà từ khi gọi là Man Châu xâm chiếm ấy, thì sau vài thế kỷ gọi là nó tầm khoảng rồi thì cái tinh thần đấu tranh nó không còn, tức là cái yếu tố lãnh thổ đấy nó cũng rất là mơ hồ. Vì cháu thấy từ ấy cháu rút ra cái yếu tố lãnh thổ ấy thực ra chung quy lại nó cũng chỉ là lòng dân, chính vì lòng dân của mình khoảng cỡ 1.000 năm ấy nhưng vẫn nghĩ mình là dân tộc Việt và đó là và mình đã bị đô hộ, nên cái mọi cái phong trào đấu tranh nó cứ bùng phát dần dần và đến khi nó thắng lợi. Còn thực ra người Dương, người Hán, người Mãn